Em ở bên trên nên chụp hình cưới với cây dừa hả anh Tony? Ủa gì vậy? Ai nói? Đầu tiên là lao ngay ra studio Tony Wedding dành cho các cô dâu chú rể từ Bến Tre để thử áo cưới miễn phí trước nè. Có khoảng mấy trăm mẫu váy cưới mới nhất, đa dạng phong cách, kích cỡ à. Sẵn thử thêm vài bộ áo dài xịn sò luôn. Mình đẹp không chưa đủ nha. Ở đây có luôn các mẫu áo dài bưng quả để hội chị em lên đồ luôn nè. Còn với mấy anh chú rể thì có sẵn một cái phòng với đa dạng các dòng vest phù hợp với từng dáng người để các anh làm cho cô dâu hết hồn. Biết là nhiều đồ đẹp khó chọn thì yên tâm nha. Các nhân viên tư vấn và chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp sẽ giúp cho dâu rể định hình phong cách theo sở thích để dễ dàng lựa chọn được cái layout nè. Chứ không thôi là tôi hứa với mấy ông mấy bà luôn là đứng tới sáng mốt vẫn chưa biết lấy cái áo nào bỏ cái áo nào luôn á. Chuẩn bị xong xuôi từ đầu tới chân rồi thì mời bước chân vô không gian chụp ảnh được đầu tư át chiến với trang thiết bị mới nhất, không gian bày trí theo xu hướng Hàn Quốc và đội ngũ nhiếp ảnh trải qua 7749 lần tu luyện sẽ hỗ trợ mọi thứ trong buổi chụp ảnh nè. Nói có sách mách có chứng, nhà vô đây xem ảnh cưới được chụp tại studio Bến Tre nè. Từ tạo dáng, biểu cảm đều được chuyên viên hướng dẫn tận tình, đảm bảo hình ảnh mang cảm xúc chân thật nhất, tự nhiên và lãng mạn. Ai nói chụp trong nhà chán là chưa biết tới Tony rồi. Chạy trời không khỏi nắng chứ chạy vô Tony là tránh nắng tránh mưa và tránh cả mệt mà toàn được hình xịn sò không nè. Đâu đâu ai nói Bến Tre chỉ chụp được với cây dừa, chàng ơi coi nè, ai ở đây nhìn là biết bảo tàng Bến Tre, công viên Trần Văn Ơn, chợ Bến Tre phải không? Dù là địa điểm quen thuộc nhưng mà Tony sáng tạo ra những góc chụp mới lạ, tập trung vào cảm xúc của các cặp đôi nên xem hình có thua gì nước ngoài đâu trời. Lung linh là lên luôn, từ nay không cần đi đâu xa, ngay tại đây vẫn cho ra những cái bộ ảnh cưới hết nước chấm mà giá cả tao nói là siêu tiết kiệm. Muốn chụp đơn lắm rồi chứ gì, mời đến Tony Wedding Bến Tre hoặc là quét mã QR này để được cái chuyên viên tư vấn của nhà Tony sẽ giúp các bạn dâu rể tương lai từ A tới Z nhé.